Lâu mới cầm được con bỏ nha anh Nam. Con cu này là nó cũng như con quỷ luôn á, tước giò luôn. Là mình đuổi đi rồi mình là cầm thêm mấy chân nữa cũng mới hạ được. Tới giò là đứng là cũng như cục tượng luôn á. Tới giò là sững bực liền. Mồi bữa nay chơi yếu quá. Về tầng này, sạc qua tầng này. Gật xuống. Chim này nhìn xấu cái này khô quá trời khô này con ai biết con máy hậu nữa nhỏ cái xíu con rồi con chim nó xấu ông nội ơi lấp xẹp nhắm mắt tới gì trời. Rồi nhắm mắt luôn, chim nhắm mắt luôn, hết nổi được. Con này tính nó khôn dữ dằn trời. Nó giò. Bỏ cái nó đi. Nghe mày. Sợ luôn cái gì. Rồi về từ sáng giải nghiện.